Hello mọi người. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách luyện tập kỹ năng reading hiệu quả nhất. Trong tiếng Anh thì gồm có bốn kỹ năng chính và một trong bốn kỹ năng đó chính là kỹ năng đọc hiểu. Để làm bài này thì có nhiều yếu tố chúng ta cần xác định trước khi làm. Đầu tiên đó chính là uh, để làm một bài reading đầu tiên chúng ta cần từ vựng đúng không? Có một, chúng ta cần phải hiểu uh, từ vựng những cái từ vựng quan trọng nhất trong bài thứ hai là chúng ta cần phải có một hiểu biết nhất định để có thể hiểu nội dung của cái bài reading đó thứ ba là chúng ta cần nắm chắc được cái nội dung chính của bài và cuối cùng là nắm được những uh, yếu tố những cái uh, thông tin quan trọng trong bài reading thì việc đầu tiên để có thể cải thiện reading trước khi mà chúng ta bắt tay vào làm một bài reading hẳn hoi thì chúng ta cần phải đọc thật nhiều và xem những cái nội dung liên quan vậy thì nguồn đọc ở đâu có rất là nhiều nguồn đọc tùy theo trình độ của chúng ta thì sẽ chọn những cái nguồn đọc khác nhau nếu các bạn mới bắt đầu và cảm thấy là một bài reading dài thì quá là khó đối với khả năng của bạn thì có thể chọn những đoạn văn ngắn trước và từ đó thì nâng dần lên thành hai đoạn ba đoạn và cuối cùng là một đoạn dài có nhiều trang web để các bạn có thể luyện ví dụ như uh, những trang báo như BBC News chẳng hạn hoặc là National Geographic cũng có thể như The Economist, và uhm, còn nhiều trang báo khác nữa. Ví dụ như là The New York Times, The Wall Street Journal, rất là nhiều trang báo. À, ngoài ra thì các bạn có thể luyện những đoạn reading ngắn trong trang web là mini IELTS. Cái trang đấy thì sẽ có rất nhiều đoạn reading, uh, đoạn reading và những câu hỏi kèm theo để các bạn có thể luyện từng bài một, chứ không phải là một bài giải gồm ba bài rất là dài. À, ngoài ra thì để nâng cao vốn từ vựng, các bạn nên đọc thật nhiều như mình đã nói này. Ngoài ra có thể xem những video về rất là nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể nâng tầm hiểu biết của mình. Những lĩnh vực đơn giản như là giải trí, văn hóa, lịch sử hoặc là chính trị. Có rất là nhiều kênh YouTube để các bạn có thể nâng tầm hiểu biết của mình. Lần trước thì mình có giới thiệu về kênh Chat Ad đúng không? Kênh đấy thì vô vàn chủ đề các bạn có thể tìm ừ, ngoài ra thì có thể có thể đọc nhiều trang báo uh, và nghe thật nhiều những người diễn giả nói như rất là nhiều diễn giả có thể trong kênh youtube là English Speeches hoặc là TEDx Talk nghe những diễn giả nói về những chủ đề khác nhau có thể giúp bạn nâng tầm hiểu biết của mình hơn về nhiều chủ đề xung quanh chúng ta ngoài ra thì khi mà chúng ta đọc nhiều hơn mỗi ngày, ví dụ mỗi ngày chúng ta dành khoảng 30 phút đến một tiếng để đọc to hoặc đọc thầm thì có thể cải thiện tốc độ đọc của chúng ta bởi vì là khi làm bài reading thì sẽ có một khoảng thời gian nhất định và chúng ta cần phải đọc thế nào để có thể nắm bắt nhanh thông tin chính của bài vì vậy khi mà luyện đọc nhiều thì có thể cải thiện rất nhiều cái tốc độ đọc à, để vào chính phần chính trong video hôm nay là làm thế nào có thể nắm bắt được nội dung chính và những thông tin quan trọng trong bài reading thì đầu tiên Kỹ năng rất là quan trọng đó chính là paraphrasing. Chắc hẳn khi mà học tiếng Anh thì các bạn đã nghe thấy cái cụm từ paraphrasing rất nhiều rồi đúng không? Đó chính là diễn giải một cái từ hoặc là một cụm từ hoặc là cả một câu theo một cách khác. Mình có một số ví dụ, ví dụ như là more and more thì chúng ta có thể paraphrase, diễn giải lại theo một cách khác như là increasingly hoặc là có từ là often thì có thể thành frequently. Paraphrasing thì không chỉ xuất hiện trong phần writing phần viết mà cũng xuất hiện rất nhiều trong phần reading bởi vì đôi khi cái thông tin mà chúng ta tìm trong bài nhưng mà khi mà bài mà bắt chúng ta phải điền một từ nào đó thì khi mà hỏi câu hỏi sẽ dùng những cái cụm từ khác nhưng mà lại giống nghĩa trong phần bài đọc thì các bạn phải hiểu được cụm từ uh, những cái cụm từ đồng nghĩa mà bài đọc sử dụng vì vậy thì để luyện kỹ năng paraphrasing này Các bạn nên uh, Search trên Google từ khóa Là những cách paraphrasing khác Của một cụm từ nào đó Hoặc là luyện viết thật nhiều Để có thể tăng khả, uh, khả năng Tăng khả năng bốn từ của chúng ta Khi mà đọc một đoạn văn Vì vậy thì kỹ năng paraphrasing vô cùng quan trọng Khi mà làm một bài đọc uh, Thứ hai đó chính là skimming và scanning Đó chính là đọc lướt, và đọc quét Chắc hẳn khi mà các bạn học reading Thì cũng nghe thấy cái này rồi Uh, vậy tác dụng của cái, cái uh, kỹ thuật này là gì đầu tiên skimming và scanning đọc lướt trước skimming thì có nghĩa là các bạn sẽ đọc lướt toàn bộ bài một cách nhanh chóng để có thể nắm bắt được thông tin chính của bài nhanh hơn thay vì là phải đọc từng chữ từng câu một còn kỹ năng kỹ uh, kỹ thuật scanning là đọc quét là sẽ uh, scan những cái uh, thông tin số liệu chính ví dụ như ngày sinh năm sinh hoặc là một cái con số Uh, thống kê của một cái thống kê của một đối tượng nào đó nhưng mà cái kỹ thuật skin với mình thì mình nghĩ là kỹ thuật skimming và scanning này thì chỉ áp dụng cho những câu hỏi mà đề bài hỏi chung chung tổng quan ví dụ như nội dung chính của bài viết này là về cái gì hoặc là năm sinh của một đối tượng cụ thể nào đó các bạn không thể áp dụng kỹ năng skimming và scanning này cho tất cả các câu hỏi trong bài được. Bởi vì đôi khi có những câu hỏi đòi hỏi bạn phải đọc thật kỹ một đoạn văn để có thể hiểu được mấu chốt và thông tin quan trọng trong bài. Vì vậy các bạn hãy sử dụng kỹ năng này một cách thật là uh, cẩn thận nhé. Cuối cùng thì cách thứ tư đó chính là tập trung vào ý tưởng và nếu các bạn không thể hiểu được từ vựng thì cũng đừng cố gắng phải hiểu nghĩa từng từ mà thay vì đó các bạn có thể hiểu nghĩa ngữ cảnh xung quanh. Ví dụ có một từ các bạn không hiểu đó là gì thì các bạn có thể đọc cả câu và suy đoán xem từ đấy có nghĩa là gì thì sẽ nhanh hơn bởi vì nếu mà chúng ta cứ tác ở trong cái từ đấy và không hiểu thì sẽ cản trở việc làm bài trong những câu hỏi tiếp theo. Vì vậy thì khi chúng ta tập trung vào cái ý tưởng, tập trung vào cái nghĩa tổng thể thì sẽ dễ làm bài và nắm bắt được uh, nắm bắt được, uh, nắm bắt được uh, nội dung chính hơn và cuối cùng là chúng ta cần phải highlight, đánh dấu những thông tin quan trọng ví dụ khi trong bài chúng ta đang đọc uh, skimming trước và chúng ta thấy oh, cái thông tin này có thể sẽ xuất hiện trong phần câu hỏi thì hãy nhanh tay uh, đánh đánh dấu những cái uh, từ khóa và những thông tin quan trọng trong bài biết để có thể thuận lợi hơn trong việc khi mà chúng ta tìm thông tin để trả lời câu hỏi và đó là những cách mà chúng ta có thể làm bài reading hiệu quả hơn ngoài ra sau khi mà biết được những câu sai rồi thì rất là quan trọng chúng ta cần phải xem lại phần câu sai và đọc giải thích tại sao chúng ta sai phần đó và cuối cùng thì việc quan trọng nhất là chúng ta cần nâng cao tư vựng và đọc thật nhiều mỗi ngày để có thể làm bài reading một cách hiệu quả và đúng nhất